rồi khách hàng bị đốt cái mụn thịt cơm, mụn cóc mọc đúng ở giữa ngón tay luôn. Em biết nhà chị lâu chưa? Em từ đâu xuống nhỉ? Em từ Đại Từ Thái Nguyên. Đại Từ Thái Nguyên là cách đây bao nhiêu cây em? 80 cây. 80 cây, di chuyển bằng xe máy. Mà em biết nhà chị lâu chưa? Mới biết ở trên YouTube. YouTube, search từ gì mà ra nhà chị? Em search cái gì? Em tìm Google Maps. Search là đốt mụn thịt à? Thế là biết khoảng 1 tháng chưa? Mới mấy ngày? Một tuần. Một tuần thôi, thế là quyết tâm xuống luôn. Mà sao, lý do gì lại quyết tâm xuống tận đây làm? Trong khi có rất nhiều. Chị cũng xin một đoạn video ngắn giống như em xem người ta thôi, có ai biết đâu. Sau này chị cũng đưa lên YouTube cho mọi người tìm được chỗ uy tín ấy. Thì em thấy trên mạng chị làm. Nó thật à? Nhiều người, nhiều chỗ không làm. Ok, chị cảm ơn em.